Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip này thì em sẽ giới thiệu với anh em mình là hai cặp low bass của CBL nha anh em. Đây là dòng low bass của CBL 4 tấc hàng Mỹ xịn nha, từ 220 con 100 nha anh em. Có cặp này thì hôm em có về cặp bán rồi anh em, nay về cặp cũng rất là đẹp luôn nha. Cái này là hàng em tuyển chọn nha anh em nha. Đó, và em về thêm một cặp CBL 2225C và con bên trong là 2222 bàn số 20H nha anh em nha. Đó. Đây, cặp bên trong này là nó đẹp như mới luôn anh em ạ. Nha, anh em mình nhìn cái lo nè. Cái cặp này là em tuyển gửi về ha, đó, rất là đẹp luôn. Những cái cặp 4 tấc mà bây giờ nó còn đẹp như thế này thì rất là hiếm nha anh em. Anh em mình nhìn cái chất lo nè ha. Đó, mấy chục năm rồi mà đẹp như mới anh em ạ. Cái này mà anh em mình nhìn mà không kỹ á, anh em mình nhìn lướt qua thấy mới quá này mình tưởng lo tàu không ạ. Nhưng mà thật sự không phải nha anh em. Đây là một cặp lo CBL 4 tấc hàng Mỹ xịn sản xuất tại Mỹ luôn nha. Và cặp ngoài này cũng vậy anh em, 4 tấc hàng Mỹ xịn sản xuất tại Mỹ luôn. Đều sử dụng là từ 220 và con 100 ha, bass là bass 4 tấc. Này dòng này anh em mình chơi karaoke công suất lớn ha, đó, hoặc là anh em mình chơi không gian phòng rộng thì tuyệt vời luôn anh em. Đó, cặp ngoài này đường kính lo là 38,5 nha, đo là 38,5. Đó, màn giấy ha, màn giấy gân vải và nón là nón giấy ha, zin 100% hết nha anh em. Hai cặp này đều là zin nguyên bản hết nha. Đó. Đây, lo rất đẹp luôn ha. Và cái dòng này anh em mình sử dụng nghe nhạc và karaoke công suất lớn ha, công suất lớn rất là tuyệt vời. Đó, màn giấy. Đây là dòng CBL hàng Mỹ xịn nha. 2225Z. Đây. Hàng Mỹ xịn nhìn cái là biết liền anh em ạ nha. Đó, để em lật cái màn lo lên cho anh em mình cùng xem luôn nè. Khá là nặng nha anh em. Đây, anh em mình xem hai cái màn lo đây nha. Đó. Đây là cái cặp bass ở phía ngoài nè ha. Đó, hai cặp đây. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây là cặp phía ngoài nha. Để anh tí em sẽ quay chi tiết từng cặp một ha và báo giá từng cặp một cho anh em mình biết luôn. Đó. Đây. Cặp CBL 222 25Z này ha. Đó. Thì giá là cặp này giá 9 triệu nha anh em nha. Cặp này giá 9 triệu nha. Đó. Cặp này cũng rất là đẹp luôn ha. Cặp này cũng rất là đẹp. Đây anh em ha, lo là xin nguyên bản hết nha. Xin nguyên bản hát tốt hết, em đã test ok hoàn hảo hết rồi. Mấy cái dòng này thì chất âm tuyệt vời anh em ạ ha. Anh em mình sử dụng nghe nhạc và karaoke chất âm rất là tuyệt vời, không điểm gì để bàn cãi hết ha. Với những cái dòng loa Mỹ như thế này. Này anh em mình có thể chơi gia đình ha, không gian rộng, hoặc là anh em mình chơi ngoài trời, hoặc là những căn phòng không gian rộng chơi rất là tuyệt vời luôn. Hoặc là anh em mình đi show sự kiện luôn ha. Những cái dòng này thì sử dụng tiếng rất là hay luôn nha anh em, tiếng rất là hay nha. Nó lo thì xin nguyên bản hết nha, xin nguyên bản hát tốt hết ha. Đây này sử dụng từ 220 và con 100 hết. Đó, cọc lo đầu là nói chung tất tần tật mọi thứ ha. Đó, là xin nguyên bản nha. Đó. Cái này tháo thùng ra nó còn dính lại mấy cái gỗ nè. Đó. Đây, cặp này thì em thấy cũng rất là tuyệt vời ha, mức độ đẹp cũng rất là len keng. Màn lo đẹp nha anh em nha. Đây, anh em mình xem cái màn giấy lo nè. Đó. Màn giấy lo rất là đẹp nha, màn giấy lo rất là đẹp. Có những cái vết bụi em cũng chưa có lau luôn ha. Cặp này thì khả năng là đã lắp thùng dùng ha. Còn cặp bên trong này thì em thấy quá mới luôn em. Cặp này giá là 9 triệu nha. Cặp Z này ha, 2225Z này giá là 9 triệu cặp này nha. Còn cặp bên trong này là hàng em tuyển luôn anh em ạ ha. Nói chung là những cái dòng này bây giờ có hàng, nhưng mà nó đẹp như cặp này thì đếm trên đầu ngón tay anh em ạ ha, kể cả trong nước và ngoài nước luôn. Đó. Những cặp mà đẹp như thế này thì đếm trên đầu ngón tay nha anh em, không có nhiều đâu ha. Đó. Đây. Cặp này quá mới luôn nha anh em, quá mới luôn. Nó keo chỉ đâu là nguyên riêng nha. Đây anh em mình nhìn ha. Cặp này giống như là người ta không có dùng vậy anh em. Nó từ cái màng lo, xương lo ha, xương lo và từ lo, nó sơn si đồ tất cả mọi thứ. Và những cái cạnh này em cũng chưa thấy có cái gỗ để lại luôn, chứng tỏ cái này nếu mà ta có lắp thì người ta lắp thời gian ngắn rồi người ta tháo ra người ta cất ha, chứ không có dùng nó. Cho nên là sơn si đồ còn rất là mới luôn anh em nha. Cặp này sơn si còn rất là mới luôn. Đó, nói chung về mức độ đẹp con này là đẹp cực đẹp luôn anh em ạ nha. Đó. Con này là 2220H nha anh em nha. Đó. Đây đây thì những cái dòng này đều được sản xuất tại USA, hàng Mỹ xịn hết nha anh em. Đó. Đây rất là đẹp luôn nha anh em nha, cặp này rất là đẹp luôn, anh em mình cùng xem ha. Đó. Sơn si cái này hôm em có về cặp rồi anh em nha, về cặp rồi. Đó. Và hôm nay em về tiếp tục cặp nữa. Cặp hôm nay về cũng rất là đẹp nha anh em. À, rất là nặng nha. Để em lật lên cho anh em mình cùng xem về hai cái màng lo luôn nha. Đó, hai cái màng lo luôn.
À, rất là đẹp nha anh em nha. Lo là nguyên zin nguyên bản ha, nguyên zin nguyên bản. Đây anh em. Cầm nó rất là nặng nha, cầm nó rất là nặng. Đó anh em mình thấy ha, lo nguyên zin hết nha. Lo nguyên zin hết. Đây. Từ 220 và con 100, em bao zin bao xịn cho anh em mình luôn nha. Đối với những cái dòng mà lo mà nó đẹp như thế này thì chất ram nó còn rất là trọn vẹn nha, không có điểm gì để bàn cãi hết nha anh em. Đó, cặp này đẹp từ mặt trước cho tới mặt sau ha. Đó, sơn si đồ xương lo đồ, từ lo đồ mới len ken luôn anh em ạ. Cặp này là hàng em tuyển chọn nha, không có nhiều, những cái hàng này là nó thật sự là không có nhiều nha anh em nha, không có nhiều. Rất là ít với cái mức độ mà nó đẹp như thế này. Đó. Đây, anh em mình xem. Keo chỉ đó là nguyên zin nha, nguyên zin hết. Cặp này em nghĩ là người ta bảo quản rất là kỹ anh em nha. Đối với những cái lo mà mấy chục năm mà không dùng á, nếu như mà bảo quản không tốt á, mình cứ để cái lo trần này mà mình bỏ trong kho nó cũng cũ nữa anh em. Còn cái cặp này thì em nghĩ chắc là người ta bịch lại hết á, ha, cũ lo đồ người ta bịch lại hết á, nó mới đẹp như thế này nè. Đó. Đây, sơn rin hết nha anh em nha, sơn rin hết nha. Đây, những cái xương lo này nè, mộc của JB đều còn đầy đủ hết ha. Cọc lo JBL nó có đóng chữ JBL trên cọc lo đỏ đen luôn ha. Đó. Đây. Rất là đẹp nha anh em nha, cặp này rất là đẹp. Cặp với tình trạng mà đẹp xuất sắc như thế này nha, đó, đẹp xuất sắc như thế này thì giá là 11.500.000 cặp này nha. Cặp này giá là 11.500.000 nha anh em, cặp này giá 11.500.000. Đó. Thì những cái hàng này là hàng em tuyển chọn anh em nha, hàng em tuyển chọn mua từng cặp gửi về thì nói chung là mỗi một lần mua thì sẽ mua được cái giá nó khác nhau hết rồi anh em. Đó, nếu như mà em mua được giá tốt thì em sẽ cố gắng em cân đối giá nha. Đó. Thì đối với những cái hàng mà nó cực đẹp như thế này thì muốn mua được cái giá rẻ cũng không có thể nào mà mua được anh em. Đó, với những hàng nó cực đẹp như thế này thì mua thì cũng rất là nhiều người ta tranh giành người ta mua ha. Đó, nói chung muốn sở hữu được những cặp loa này thì em cũng phải rất là khó khăn và nghiên cứu về cái giá cả khi mà mình mua và vận chuyển về nữa nha. Đó. Đối với những cặp loa như thế này mà vận chuyển về mà nó ok ngon lành thì rất là tuyệt vời luôn ha. Đó. Đây, cặp loa này về rất là đẹp nha anh em nha, rất là đẹp. Anh em mình có nhu cầu cặp này thì liên hệ với em nha. Đó. Đây, cái này là đúng giá trị sưu tầm, trưng bày chơi hay, bài đẹp luôn anh em. Đó. Dòng lo Mỹ xịn sản xuất tại Mỹ nha. Đây, còn anh em mình muốn giá bình dân hơn thì có thể chơi cặp ngoài này. Cặp này cũng rất là đẹp nha anh em nha. Cặp ngoài này cũng rất là đẹp, không có điểm gì để chơi hết ha. Nói chung là lo hát tốt, hoạt động hoàn hảo hết cho anh em mình ha. Rồi, clip em xin được kết thúc tại đây nha. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong một clip tiếp theo ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.